chồn bạc má, một số nơi còn gọi là con chồn hôi, cầy heo. Nói chung là con chồn mà trên màn hình mà anh em đang thấy á, loài này thì hay xuất hiện buổi tối. Thì những anh em nào mà đang cần cái tiếng chuẩn, tiếng mới, đọc mà làm cho nó hiệu quả thì liên hệ với Thuận số điện thoại trên màn hình. Thì Thuận sẽ bán tiếng mới, tiếng chuẩn cho anh em làm. Chứ anh em mà tải những cái tiếng trên mạng xuống, đôi lúc anh em làm nó không có hiệu quả, mà mở ra con chồn nó nghe nó còn sợ nữa anh em. Thì anh em bỏ ra chút đỉnh tiền mua tiếng mới, tiếng chuẩn làm cho nó đạt được hiệu quả. Với lại Thuận sẽ chỉ cho anh em cái cách làm như thế nào để được hiệu quả hơn. Thì đặng Thuận đăng cái tiếng lên thì Thuận chèn cái bài nhạc vô, mà khi anh em lấy thì sẽ không có bài nhạc chèn vô nha anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em có thể vô kênh Săn Bẫy của Thuận để tìm hiểu một số clip săn bắt bẫy chim, bẫy chồn, tùm lum tùm la ở trong đó anh em. Cảm ơn anh em nhiều nha. Anh em cứ liên hệ số điện thoại 0708252799 gặp Thuận để được tư vấn rõ hơn. Mong anh em like và subscribe, đăng ký kênh Săn Bẫy và ủng hộ em nhé, để bên em có động lực để ra tiếp những video tiếp theo hay hơn và mới hơn. Tiếp theo hay hơn và mới hơn.